Hello, xin chào tất cả các bạn. Bình thường thì anh em hay ghé channel của mình để xem những bài video clip về unbox và review mô hình đúng không? Tuy nhiên, video ngày hôm nay là một video về một món phụ kiện để trưng bày mô hình. Nhìn thế này anh em có biết là gì không nhỉ? Đây là ba tấm mica, chất liệu mica. Còn đây là mấy cái phụ kiện đi kèm. Đó. Ở đây này. Thì đây chính là kệ trưng bày figure, mà cụ thể là những cái figure nhỏ nhỏ như này này. Đó, mình sẽ lắp lên và để như này, như thế này. Đó. Cái kệ nhỏ nhỏ này là mình mua của anh Tiến ở shop Farmhouse nhá. Bài review hôm nay là để PR cho anh Tiến nha. Ok. Bây giờ mình sẽ cùng tháo ra và xem có những phụ kiện gì đi kèm này. Đi kèm trong này có một cái tô vít cực kỳ là mini, mignon. Đó. Một bộ ốc vít. Đây. Rồi thì những cái đế như này. 1, 2, 3, 4, mình đến là 10 rồi đấy. Thế thì thôi. Không để anh em đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng lắp xong rồi để thử figure lên xem như thế nào nhá. Ok. Ok anh em ơi, sau 5 phút lắp ghép thì nó cũng khá là dễ lắp thôi. Phụ kiện thì có đầy đủ hết rồi, tất cả chỉ có ốc vít. Và tuy nhiên thì cái tô vít đi kèm này nó hơi yếu, nên nếu các bạn ở nhà có đồ xịn hơn thì hãy dùng nhá. Một lưu ý nữa khi lắp đó là nếu mà anh em lắp ấy thì nên là lắp sơ qua trước. Sau đó khi nào mà nó định hình đủ ok rồi thì mình bắt đầu siết ốc nhé. Nếu mà để ý qua ấy, chưa tinh mắt thì thấy là cái bề mặt này nhìn nó hơi buồn cười đúng không? Thực ra mình nghĩ đây là một cái lớp là chống xước gì đó trong lúc vận chuyển thôi. Tại vì mình thấy là nó hoàn toàn có thể bóc ra được này. Đó. Rồi, bây giờ nhìn nó bóng hơn. Tương tự với bên dưới này. Bóc hết rồi nhá. Và sau khi đã bóc hết thì mình wow. Hóa ra bóc xong nhìn nó như khác thật. Đây, hoàn toàn là mica, trong bóng đẹp luôn. Hóa ra cái lớp bẩn bẩn lúc nãy mình nhìn mình cứ tưởng là cái kệ nó màu đấy, nhưng không phải. Thực ra là nếu mà bóc xong cả mặt trên lẫn mặt dưới ấy, thì đây toàn là mica trong và nhìn rất đẹp nhá. Xuyên qua được luôn này. Chất liệu thì mình đánh giá là ok đấy. Tuy nhiên thì đây có một vài vết xước răm nho nhỏ. Thực ra thì cũng thì cũng có thể là có chấp nhận được. Nhưng mà cái kệ đang đẹp mà tự nhiên có mấy cái vết xước trong cái miếng mica này hơi cay. Lẽ ra thì anh em lúc mà bóc ấy, lúc mà lắp ấy thì nên bóc ra trước nhá, để biết xem có cái miếng nào mà nó bị lỗi ấy, thì mình có thể bố trí cho vào chỗ dưới chẳng hạn, hoặc chỗ trên tùy anh em. Rồi, đó. Cái kệ này thì đây, ngang là 40cm này, có 3 tầng, mình chỉ mua cái loại 3 tầng thôi, tại vì cái chỗ để của mình nó cũng hơi nó không rộng lắm ấy. Thường thì nếu mà có những loại kệ ví dụ như 4 tầng này, 5 tầng này, nhưng mà cái chiều rộng, chiều sâu ấy nó khá là sâu. Mình thì không có chỗ để. Nếu mà để ở đây thôi ấy thì tạm được. Cái này mình mua với giá 200k nhé.
Bây giờ mình thử lấy figure ra bày thử xem sao nhá. Ok rồi anh em ạ, vừa rồi là mình xếp thử tất cả đống VKFCF này lên đây, thì với một cái kệ dài 40 cm thì mình có thể xếp được khoảng 7. Đây là mình xếp thưa thưa thôi, nếu mà xếp kín kín ra anh em có thể xếp được 8. 8 con trên một cái độ dài là 40 cm này. Thì tức là với giả sử với một cái kệ 5 tầng đi, anh em có thể xếp được 8 năm 40 con lên trên đấy. Và nó sẽ lên tầng này nữa này, lên tầng trên cao này nữa, lên tầng trên cao này nữa, khá là đẹp. Thì hiện tại thì mình cũng chưa có ý định review những cái tầng cao hơn đâu. Tại vì mình nghĩ tầm 33, tầm 3 tầng này là đẹp này. Còn đối với những anh em nào mà tủ cao, tủ xịn, có thể trưng bày được hết thì mình nghĩ là chơi cái 5 tầng ok. Hình như mình nghĩ nhớ là cái 5 tầng khoảng 300k, cũng không có đắt nhiều đâu. Đó. Thì đó, video clip ngày hôm nay thì mình chỉ review nhanh nhanh về cái kệ này thôi. Thì anh em thấy sao? Với khoảng 200k thì cái kệ này ok không? Hãy comment cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì bye.